Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Happy Cream TV. Và hôm nay mình sẽ làm một video rồi. Cái gì? Ui dồi. Rồi, có một pha bắn AK 74 à? Đúng rồi, AK 74. Rồi, đâu rồi? Tìm trả thù bắn được. Trả thù. Rồi, dự làm lại một pha nữa hiến. Rồi, hiến máu nhân đạo. Rồi vào game mà đã thấy ngáo rồi. Ngáo rồi. Bây giờ mới là mạng thứ hai. Nhảy. Ố. Ôi giời. Rồi, bắn mít hết. Một tình huống rất ngáo ngơ, như con bò lighter hoặc con bò đeo nơ ấy nhỉ. Rồi. Ui. Ăn thằng đằng sau trước. Ôi giời ơi. What the hell. Đồ. Vừa giết mình. Có một bạn nữa đứng ở đây làm cái gì. Ui giời ơi, lạc giữa hai đường đạn. Ui giời. Rồi, vừa ăn được có 4 mạng thôi. Không biết tranh cái vị trí 1 ST của gì đây. Rồi, địch 8. Ui giời. Quá ngáo. Ngu người. Nào. 5 số nhanh. 5. Rồi, một thánh đã lên bảng điểm số. Bây giờ cầm khẩu RPD đây. Ô. Đi qua không nhìn thấy à? Holy shit. À đấy mà chết được. Này thì sao mình toàn hồi sinh rồi, mấy cái điểm thốn thế nhỉ? Thốn thế nhỉ? Ăn cố bằng này. Rồi, vẫn làm được. Lên 8 mạng luôn. Rồi. Đâu rồi? Rồi quyết định thủ dầm đây rồi. Có đạn kìa. Nào xuất hiện đây. Đây rồi, lên bảng điểm số. Thủ đây có vẻ ngon đấy. Được 11 mạng rồi. Ui thôi. Chết cũng phải ăn. Rồi, chết cũng không ăn được mạng. Nào. Không thấy có ma. Ui trời ơi. Móc rốt này. Cái gì vậy? Rồi, một pha vẻ tâm đầy sự tinh tế. Nào, ra đây. Ui ôi, anh ơi tha em. Tha cho em. Ui rồi. What the hell. Thế tao bắn được cho mày ăn à? Rồi, một pha bị cướp mạng. Trắng trợn. Nào. Ui dồi. Nhảy xa thế nhỉ? Rồi. Ăn phát headshot. Đẹp mặt luôn. Đừng đùa khi mà anh đang rất là tập trung. Đâu à? Đây. Đấy. Thôi rồi, lượm ơi. Lượm. Rồi, lượm chết rồi. Kết thúc trận đấu đầu tiên cầm khẩu 3GM107 mua ở trong shop, mình đã kim được 17 mạng và chết 11 mạng. Một thành tích phải nói là quá đáng nể. Ôi. Vâng, thành viên của Happy Cream đã lùng ra mình và đã tranh nhau vào phòng rồi. Rồi Lâm 52, Lâm Tùm Rero, những cái tên cũng rất là quen thuộc trong Happy Cream. Và anh em đã ở trong clan Happy Cream ấy, thì hãy cố gắng giúp mình mở rộng clan nhé, để cho nhiều rồi một tự nhiên không có ai, một phút im lặng chết chóc. Bình thường mình bắn được kích mà cứ im lặng giờ này là sau khi sau cái pha đó là sẽ là một pha tự tử. Đã có bom cái và cũng thông báo thông con mẹ tao bảo rồi làm xuống. Đừng đùa với cả Linh ra rùa vậy. Ôi 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 ôi. Do cái series game truy kích không được nhiều người ủng hộ cho nên mình sẽ dừng cái series truy kích. Rồi rồi, đang liên thiên lại bắn vào chân và bị cái mạng hay thật. Mình sẽ dừng cái series game truy kích và chuyển sang làm cái series game tập kích. Mong anh em sẽ ủng hộ mình cũng giống không cho mình nói câu đâu, ủng hộ mình như ủng hộ cái series game tập kích này, vì đấy cũng là một cái sản phẩm giải trí dành cho anh em, để anh em có nhiều cái sản phẩm giải trí hơn thôi. Chứ chắc chắn là mình vẫn sẽ làm cái game này. Này ăn bom đi anh. Mình sẽ rồi rồi. Ô chính vì một pha lỗi lầm mà ăn được một mạng quá thơm ngon. Ui giỏi, mình cầm bá giác nó cứ bị ngu ấy. Em ơi ngu quá, em ơi em ngu quá, có biết không anh đang chết đũ ở trong cái phòng đấu đơn. Anh cần một cái mạng mà thôi, anh cần một mạng nữa thôi. Cầm 3GM trên tay anh thấy ôi giời ơi, anh vỡ đầu rồi. Và ngẫu hứng sáng tác. Mình bắn clip nó cứ bị ngáo ngáo. Đến đây chờ mình đến ăn hàng. Cái gì chứ ăn hàng thì nhanh lắm. Ủa rồi, một pha dạng hãng ở trên cái thùng gỗ. Nào nào nào, ra đây dạng hãng tiếp, ra đây dạng hãng tiếp đi. Rồi Lâm 2 làm kim 6 kim. Ngon, vẫn ăn được đủ 6 kim. Lĩnh ngay cái 13 mạng vào mồm luôn. Nào nào em ơi đừng nhảy nữa, đừng nhảy, đừng có mà nhảy. Rồi nhảy ra đây. Đấy, đấy anh dụ thôi. Nào nhảy ra đây. Holy shit. Rồi bị móc luôn. Máu thì ít, cầm 3GM thì nặng, đập súng tanh móc thì khỏi chạy luôn. Nào nào. Ui giời ơi. Rồi, ăn cái headshot rồi. Tuyệt vời mặt rồi. Nào nào. Xuất hiện đi. Fan mới tin tưởng mày. Úi giời ơi, bố mẹ mắt lệ nhòa. Chết, mình đang đọc cái bài giáp 4 mạng gì nhỉ? Đó, úi giời ơi, lại bị cái hết mạng này. Cậu này mang tiếng 3GM mà bắn vào chân không chết nó như nào. Tưởng tượng đam Barrett là rất to mà. Các bạn thấy video clip hay hãy đừng quên like cũng như là subscribe kênh Happy Cream nhá. Chết, chưa gì đã đến quảng cáo đâu. Trận đấu bây giờ mới kết thúc cơ mà. Rồi, anh em nhớ like và subscribe kênh Happy Dream giúp mình nhé, và cả share video nữa. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video clip lần sau. Xin chào.